mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Nếu bạn thuộc những con giáp kể trên thì hãy chú ý lắng nghe nhé, bởi trong hôm nay các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin vui thứ nhất về vấn đề tiền bạc. Trong ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tin vui thứ hai là vấn đề công việc. Nếu trong hôm nay những bạn nào muốn ký kết các hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như không có khả năng thất bại. Tin vui thứ ba là về chuyện tình cảm. Vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn đột nhiên nở rộ. Nếu bạn đang thầm thương, trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm, bởi đây là một ngày vô cùng may mắn đối với bạn. Tuổi Tý, theo tử vi ngày 2 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, nhờ được tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bạn tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Tử vi mùng 2 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho thấy, ngày này, việc quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của bản mệnh. Trong trường hợp nếu phải bộc lộ cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Ngày này có dấu hiệu có lộc từ con cái, gia đình hòa thuận, an yên. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần, xem tử vi mùng 2 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho thấy đường công việc của tuổi Dần hanh thông nhờ chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Nhị hợp xuất hiện là tín hiệu đáng mừng cho nhân duyên của người tuổi Dần trong ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch. Các tin này sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa, tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Vận tiền tài của tuổi Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộng. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần, có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão, xem tử vi ngày 2 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, tam hợp tác động, người tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới, giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí bạn có thể là người tiên phong trong một trào lưu buôn bán mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, theo dõi tử vi ngày 2 tháng 12 năm 2022 của người tuổi Ngọ âm lịch, con giáp này đang có những lợi thế hết sức lớn lao trong ngày mới nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh chiếu mệnh. Đây là một ngày mà sự dứt khoát và mạnh mẽ sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn, đừng quên nhé! Công việc có khá nhiều chuyển biến tích cực, chẳng những mọi nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Ngày này dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhờ có những tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của bản mệnh vẫn tăng đều, tài chính được đảm bảo. Bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình, kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí là còn thua lỗ. Trong ngày mới, tuổi Ngọ có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho người tuổi Ngọ những mối quan hệ như ý.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Theo tử vi ngày 2 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tam hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Với những người trẻ tuổi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm thực hiện hóa các mục tiêu, bạn lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đặt ra. Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, thổ khắc thủy cho thấy hai bạn đang hiểu lầm ý nhau, cho dù đôi bên đều mong muốn đều tốt cho đối phương, cả hai nên tìm cách để ngồi lại trò chuyện, tâm sự nhiều hơn, tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ. Về sức khỏe, bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian này. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Nhờ có các tinh chiếu mệnh nên người tuổi Dậu thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý, nên ông trời che chở để mọi việc như ý. Người tuổi Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần. Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh, nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc là được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết. Sức khỏe của người tuổi Dậu trong ngày này không có điều gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện và tập thể dục thể thao đều đặn như trước đó. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, ngày Tân Hợi thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Ất Tỵ và Kỷ Tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!